Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây sẽ là thời lượng của chuyên mục Bảo hiểm xã hội với cuộc sống. Một số tin tức đáng chú ý sẽ mở đầu cho chuyên mục tuần này. Đến hết tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh có 136 đơn vị doanh nghiệp sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền 11,4 tỷ đồng. Trong đó, 23 đơn vị không có khả năng thu 7,7 tỷ đồng, gồm chi nhánh Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam tại Cao Bằng 6,3 tỷ đồng, Công ty Than cốc và Khoáng sản Việt Trung 422,7 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Tiến Hưng 172,3 triệu đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trần Hùng Cao Bằng 170,4 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Miền núi chi nhánh Cao Bằng 136,7 triệu đồng. 113 đơn vị sử dụng lao động nợ tiền từ 3 tháng trở lên với số tiền 3,7 tỷ đồng, trong đó thành phố Cao Bằng 86 đơn vị, huyện Bảo Lâm 5 đơn vị, Hà Quảng 2 đơn vị, Trung Khánh 1 đơn vị, Hạ Lang 6 đơn vị, Quảng Hòa 3 đơn vị, Hòa An 6 đơn vị, Nguyên Bình 2 đơn vị, Thạch An 2 đơn vị. Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường đôn đốc công tác thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối thoại bằng các hình thức linh hoạt phù hợp để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với chủ sử dụng lao động và người lao động. Phối hợp chặt chẽ kịp thời với cơ quan chức năng trong việc điều tra xử lý đối với doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn thu hồi số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội. Việc đóng hưởng, quản lý và sử dụng quỹ thực hiện theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Do đó, việc tham gia quỹ này góp phần chia sẻ, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và người lao động. Về mức đóng theo quy định tại khoản 1 điều 44 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, người sử dụng lao động hàng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội hoặc 0,3% đối với các doanh nghiệp có nguy cơ cao, thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 58, ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Các chế độ chính sách cụ thể từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Thứ nhất, nhóm chính sách liên quan đến khắc phục hậu quả do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm trả chi phí giám định thương tật, bệnh tật hoặc giám định lại do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định, chi trợ cấp một lần hàng tháng, trợ cấp phục vụ, chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, chi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc, chi đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Thứ hai, nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động liên quan đến các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gồm doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, được giảm mức đóng, hiện nay áp dụng mức đóng 0,3%. Nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật, hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cả người sử dụng lao động và người lao động, hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những chế độ quan trọng của bảo hiểm xã hội bắt buộc. Dù làm công việc gì, phức tạp hay đơn giản, thì người lao động khó có thể lường trước những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, quy định về bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trở thành điểm tựa cho nhiều người lao động khi không may gặp rủi ro. Trước đây, các nội dung của bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nằm trong Luật Bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện chế độ trợ cấp sau khi người lao động đã điều trị ổn định thương tật. Nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng ngừa, quy định về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được chuyển từ Luật Bảo hiểm xã hội sang Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Việc thu chi và quản lý quỹ vẫn do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Theo đó, đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đã được mở rộng trên cơ sở phù hợp với đối tượng đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm cả người lao động làm việc theo mùa vụ, người lao động dưới 15 tuổi, lao động đã nghỉ hưu.
Hàng năm, ngoài chi trợ cấp cho người bị bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ dành tối đa 10% nguồn thu để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, bao gồm khám, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động, điều tra các vụ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội. Huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người tham gia, cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người bị bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc. Đặc biệt để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp khi bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 NQCP miễn đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong 12 tháng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng quỹ để phòng chống dịch COVID-19. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những quyền lợi cơ bản của người lao động. Khi tham gia, người lao động được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ nếu chẳng may bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, gồm trợ cấp một lần cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5 đến 30%. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp này, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng. Sau đó cứ thêm 1 năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn, sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. Trợ cấp hàng tháng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau. Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Ngoài mức trợ cấp quy định trên, hàng tháng người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 1 năm trở xuống, được tính bằng 0,5%. Sau đó, cứ thêm 1 năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ, có thời gian tham gia gián đoạn, sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng hiện có 299 người lao động với mức lương bình quân 6 triệu 400 nghìn đồng một người một tháng. Công ty đã quan tâm và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ chính sách cho người lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015. Hàng năm sau khi kết thúc vụ sản xuất, công ty tổ chức bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị, ra soát điều kiện làm việc của người lao động. Từ năm 2023 đến nay, công ty không có lao động bị tai nạn lao động. Thì được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty thì về các chế độ chính sách cho người lao động như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì công ty rất là quan tâm và thực hiện đầy đủ đối với người lao động, thì được người lao động hết sức là tin tưởng vào ban lãnh đạo của công ty. Cụ thể thì trong những năm vừa qua thì thực hiện cái bộ luật lao động cũng như là luật bảo hiểm xã hội 2014 thì công ty cũng đã trước khi vào vụ sản xuất thì công ty đã tổ chức mở các lớp đào tạo về công tác an toàn vệ sinh lao động và hướng dẫn người lao động thực hiện tốt các biện pháp về an toàn lao động và tổ chức nộp bảo hiểm cho người lao động là đầy đủ và xây dựng cái hệ thống thang lương bảo lương và các cái chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Và người lao động cũng rất là tin tưởng vào cái chế độ chính sách của công ty đã đối với người lao động và an tâm để thực hiện các cái nhiệm vụ đối với công ty. Thì trong những năm vừa qua đây thì công ty cũng không có tai nạn lao động xảy ra do công ty cũng tổ chức tốt cái công tác tuyên truyền về an toàn lao động trước khi vào vụ sản xuất. Do vậy là người lao động cũng chấp hành rất là tốt về các cái biện pháp làm việc an toàn, quy trình vận hành cũng như là sử dụng đầy đủ các cái trang thiết bị bảo vệ cá nhân trong khi làm việc. Vì vậy thì đã giảm thiểu cái tai nạn lao động
xảy ra và hầu như là không có tai nạn lao động xảy ra tại công ty. Tôi đã công tác đây được 15 năm và về cái chế độ của công ty thì cho đến thời điểm hiện tại thì công ty đã đóng các loại bảo hiểm như xã hội và bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho chúng tôi đầy đủ. Về các bảo hộ lao động thì cũng được cấp phát đầy đủ theo quy chế của công ty. Ngoài ra thì các những lao động như chúng tôi ấy thì là sẽ được hưởng theo cái lương khoán của bảo dưỡng, nhưng mà còn những cái người lao động mà không bố trí được vào làm, công ty thì cũng đã hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng cho người lao động và đóng nộp bảo hiểm cho người lao động. Đối với chúng tôi thì có một số cương vị thì cũng là làm việc ở độ cao và những cái nơi nguy hiểm, nên công ty cũng đã khám sàng lọc kỹ về vấn đề là những cái người lao động nào mà làm việc ở nơi nguy hiểm được đào tạo riêng và sàng lọc khám sức khỏe để biết là khi nào thì không đủ sức khỏe thì sẽ chuyển cái cương vị mới. Đối với những người lao động như tôi thì tôi cũng thấy hài lòng đối với công việc của mình, với cái khả năng của mình là tôi thấy là phù hợp và tôi cũng muốn gắn bó lâu dài với công ty. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp, người lao động. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, ổn định sản xuất. Tôi thấy chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp này là chế độ nhân văn, tốt đẹp của nhà nước ta, nhằm chia sẻ gánh nặng bù đắp một phần hoặc thay thế thu nhập của người lao động khi người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Nhưng trên thực tế đó thì chẳng may trong quá trình làm việc người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì cũng đã được bên bảo hiểm xã hội chi trả theo các chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đảm bảo quyền lợi của người lao động. Với ý nghĩa thiết thực đó, hợp tác xã chúng tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đang làm việc để giảm thiểu mắc bệnh tai nạn nghề nghiệp. Công ty chúng tôi cũng luôn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, nhưng trong suốt thời gian qua thì cũng chưa có vụ tai nạn lao động nào xảy ra trong hợp tác xã. Và công ty chúng tôi thì cũng có sổ theo dõi nhập cấp phát trang thiết bị bảo hộ cho người lao động tại công ty và đảm bảo chế độ bảo hiểm ăn ca cấp phát xưa đối với công nhân làm việc tại nhà máy. Công ty đang trong giai đoạn mới hoạt động trở lại trong khi dịch Covid và sửa chữa nhà máy nên còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, hợp tác xã sẽ cố gắng chấp hành đúng pháp luật về an toàn lao động và chính sách lao động đối với người lao động, thực hiện tốt hơn các chính sách đãi ngộ để có thể tạo động lực cho công nhân, người lao động làm việc gắn bó với hợp tác xã. Từ đó thì cũng có thể tạo được công ăn việc làm, đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân địa phương và góp phần phát triển kinh tế xã hội của xã Phan Thanh nói riêng và huyện Nguyên Bình nói chung. Tôi làm việc tại hợp tác xã từ ngày 1 tháng 1 2023 đến nay. Tôi được ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo chế độ bảo hiểm ngay từ khi bắt đầu và làm việc tại hợp tác xã. Trong thời gian làm việc, hợp tác xã trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn vệ sinh lao động cho công nhân như quần áo bảo hộ lao động, giày, mũ, khẩu trang, mặt nạ phòng độc, các loại thuốc y tế. Hàng năm, tôi và các công nhân làm việc trực tiếp được khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe làm việc. Hàng ngày, công nhân chúng tôi được đảm bảo chế độ ăn ca với các món ăn phong phú, có nhân viên nấu ăn tại nhà máy, cấp phát sữa đầy đủ. Lãnh đạo công ty tạo điều kiện cho anh em có thể ăn, ngủ, nghỉ tại nhà máy trong suốt thời gian làm việc tại hợp tác xã. Cá nhân tôi mong muốn làm việc gắn bó lâu dài với hợp tác xã. Hy vọng thời gian tới hợp tác xã sẽ phát triển hơn để đời sống công nhân được nâng cao hơn nữa. Thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động, ngành bảo hiểm xã hội chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời kiến nghị với thanh tra lao động và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nợ đọng, trốn đóng liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội ngoài thẩm quyền của ngành bảo hiểm xã hội, đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động. Với trách nhiệm của ngành, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến luật an toàn vệ sinh lao động,
hướng dẫn cách thức tham gia, giải quyết chế độ chính sách cho các trường hợp cụ thể, bảo đảm nhanh chóng chính xác, từ đó từng bước nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, ổn định sản xuất. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội với cuộc sống tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.